bạn đã quay trở lại với vlog của mình. Và hôm nay vlog của mình sẽ nói về một ngày nghỉ của mình sẽ như thế nào. Ok, chơi vậy được rồi. Giờ mình di chuyển qua một quán cà phê khác đi, quay tiếp. Ê, đi bình thường mà đừng nhìn hoài. Ê, tôi kêu bà đi bình thường thôi mà. What the fuck? Quá gì vậy? Cái gì vậy mẹ? Sao vậy, có gì đâu. Bà làm cái gì vậy? Nãy giờ bà làm tôi sợ á. Tôi có làm gì đâu, thì tôi thấy mấy ông còn mở, tôi tưởng ông muốn tôi nói gì nữa. Không, nãy nhìn bà kỳ lắm. Đây nè, để tôi mở lên cho bà coi nè, nãy giờ nhìn ghê lắm luôn á. Ờ khoan, sợ xíu, cấn nút, đợi xíu. Đoạn ghi hình vừa rồi là của một bạn nam xin được giấu tên gửi cho chương trình của chúng tôi cách đây khoảng 2 tháng. Trường hợp kỳ lạ này là một hội chứng phổ biến trong thời đại internet ngày nay, hội chứng vlogger. Tôi là người dẫn chương trình của các bạn và các bạn đang xem chương trình Bachelor of the Office. Sài Gòn, thành phố sầm uất và hiện đại nhất Việt Nam, nơi có các hoạt động vui chơi văn hóa vô cùng đa dạng. Song song với đó, đây cũng là nơi mọi người chọn để làm kinh đô cho sự phát triển các hoạt động nghệ thuật và giải trí. Một trong những hình thức giải trí được ưa chuộng số 1 hiện nay đó là làm video trên YouTube. Và dĩ nhiên, Sài Gòn đang là nơi tập trung nhiều YouTuber nhất hiện nay. Số lượng YouTuber càng đông, các video được sáng tạo ra càng nhiều. Sự phân hóa về hình thức cũng như nội dung ngày càng rõ rệt. Sáng tạo nội dung trên YouTube hiện nay đang là một công việc khá hot. Tại vì công nghệ phát triển, việc quay phim cũng đã dễ dàng hơn, cho nên ai cũng có thể làm YouTuber được hết. Một khi thứ gì đó phát triển đến cực thịnh, nó sẽ kéo theo những vấn đề của chính bản thân nó. Khi các bạn trẻ quá chú tâm đến việc hướng mặt vào camera để nói chuyện, nó dần hình thành một hội chứng tâm lý kỳ lạ. Hội chứng này có thể giải thích đơn giản giống như là việc bạn nhìn vào ống kính camera. Bệnh nhân đi đâu cũng phải mang theo điện thoại hoặc là máy quay để ghi lại những khoảnh khắc của bản thân, muốn chia sẻ nó với mọi người. Hello, xin chào mừng các bạn đã trở lại với kênh của mình, Lâm Thái Channel. Và đây là con gấu mà mình mới mua nè. Chúng ta sẽ cùng nhau đi ăn gà rán nha các bạn. Để tìm hiểu thêm về chuyện này, chúng tôi đã tìm đến nhà người quay phim cho vlogger trong đoạn video chúng tôi đã phát ở đầu phim. Ok, và chúng ta đã đến rồi các bạn ạ. Và bây giờ mình sẽ gọi anh ấy nhé. Hiện tại thì như mình thấy căn nhà này khá là vắng vẻ. Tuy nhiên thì mình cũng đã liên lạc được với anh cameraman này rồi. Và anh ấy thì cũng đã đồng ý cái buổi phỏng vấn này của chúng ta. Và ngay bây giờ thì chúng ta cùng đợi anh ấy ra mở cửa nhé. Chắc là cũng khá là lâu tại vì mình thấy khá là vắng rồi. À ra rồi các bạn ạ. Xin chào bạn. Bạn cho mình hỏi bạn có phải là cameraman của vlogger vân vân không ạ? Mình thì tới từ chương trình Bachelor of the Office. Và bọn mình có một vài câu hỏi muốn hỏi bạn trong buổi phỏng vấn ngày hôm nay. Phòng hơi vừa, không giữ thông cảm nha. Không sao, chúng ta làm một vài phỏng vấn nhỏ thôi. Bạn có thể kể cho mình nghe là cái buổi đi quay hôm đó như thế nào được không? Thì đó cũng là một cái bữa đi quay bình thường như tất cả mọi hôm khác thôi. Nhưng mà trong lúc quay thì tới một cái lúc mà tụi mình ra công viên tụi mình quay, thì sau khi quay xong cái đó thì mình cảm thấy Vân có những cái biểu hiện rất là lạ. Kiểu như Vân tự dưng cái Vân nhìn chằm chằm vô camera, bất kể mình đưa camera đi đâu Vân cũng nhìn chằm chằm vô đó hết. Và nó làm cho mình rất là hoang mang. Bây giờ nhớ lại cái lúc đó mình cảm thấy nó còn creepy, nó rất là creepy á. Sau hôm đó thì tinh thần của tôi bị giảm sút rất là nghiêm trọng. Thậm chí tôi còn không dám mở những cái đoạn video đó lên để xem lại nữa. Và ngay sau hôm đó luôn là tôi cắt đứt toàn bộ liên lạc với Vân. Việc bạn không thể dừng nhìn vào camera có thể gây khó chịu cũng như là bất an cho những người xung quanh. Bạn muốn xuất hiện ở trong tất cả những video mà mọi người quay lại, không muốn bỏ lỡ bất cứ video nào. Khi mà bệnh tình trầm trọng hơn á, bệnh nhân còn có thể tìm mọi cách để xuất hiện trước camera. Họ bắt đầu tìm những cái máy quay và đứng trước nó để nhìn vào. Chúng tôi bắt buộc phải làm như vậy. Nếu như mà nó không quay được hôm nay nó ăn gì, uống gì, mặc đồ như thế nào, ra đường làm những gì,
thì nó nhất quyết sẽ không chịu ăn cơm. Chúng tôi bắt buộc phải tịch thu điện thoại của con bé. Bệnh nhân sẽ không chịu ăn nếu chúng tôi không để camera lên mở trước mặt họ. Xin chào các bạn. Tâm mây. Con phải tỉnh táo hơn. Con phải biết kiềm chế, chiến thắng bản thân. Mà người qua đây cũng đã xem tình trạng của con sao thế mà, không sao đâu con. Cậu không làm được ba ơi. Con phải bình tĩnh. Bác là giáo sư nghiên cứu, phân tích tâm lý, tinh thần, văn hóa, xã hội học của YouTube. Mình bắt đầu nghiện camera vào khoảng 6 tháng trước. Ban đầu thì mình chỉ cảm thấy bức rứt khi không được quay lại những cái hoạt động thường ngày. Nhưng mà cảm giác đó càng ngày càng tăng lên. Mình không thể nào mà sinh hoạt bình thường nếu như mà không có một cái máy quay quay lại được. Em cứ bình tĩnh như đã mà nói chuyện nè. Em không làm được. Con cố quên mặt sang đây đi con. Đừng vào cái camera đó nữa. Tụi cháu nghĩ là nên để em Vân nó thư giãn một tí. Không nên ép em nó quá. Ủa? Mới ngồi đây đâu rồi? Vân ơi! Vân! Vân! Hello các bạn đã quay trở lại với vlog của mình. Và hôm nay có một ekip phim đại. Tiên mẹ! Tụi tiên nó không bằng ấy vậy? Xã hội ngày càng phát triển. Những hiện tượng kỳ lạ khó giải thích càng ngày càng nhiều. Tiếc là căn bệnh này vẫn chưa có phương pháp điều trị. Chúng ta vẫn còn phải đợi những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong tương lai. Cắt, cảm ơn tất cả mọi người. Quay rất là tốt và xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Bacchia of the Office. Và ngày hôm nay thì bọn mình vừa hoàn thành một cái bộ phim tài liệu nói về một căn bệnh rất là phổ biến ở thời điểm hiện tại.